Chào mừng ra thiệt quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Vinh. Lâu quá rồi chúng ta không làm về mẫu xe Toyota Innova phiên bản nhập khẩu này ha quý anh chị ha. Do xe ít quá quý anh chị, thực sự là hôm nay mới về được tầm khoảng 7-8 chiếc Innova phiên bản máy xăng và phiên bản hybrid để giao cho những khách hàng đã đặt hàng. Ở hiện tại thì Innova của chúng ta vẫn đang trong quá trình đặt hàng nha quý anh chị nha. Xe mặc dù rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thể đáp ứng được đủ cái nguồn cung so với lại cái nhu cầu của thị trường khách hàng đang yêu cầu. Đó, đây là Innova phiên bản hybrid, màu này là màu xanh đen nha quý chị nha, chứ không phải màu đen đâu. Không biết trong video quay thì về cái ánh sáng chiếu vô thì anh chị có nhìn ra đây là màu xanh đen không, nhưng mà ở ngoài đây là màu xanh đen nha, không phải màu đen nha quý chị. Màu này thì khi mà chúng ta ở trong tối á, thì nó sẽ là màu đen, còn khi mà ra nắng á, thì nó sẽ là màu xanh dương nha quý chị nha. Rất đẹp luôn, màu này là màu rất là đặc trưng mới của mẫu xe Toyota Innova phiên bản nhập khẩu này. Chiếc xe này thì hiện tại chúng ta đang có hai phiên bản phân phối tại thị trường Việt Nam là phiên bản máy xăng và phiên bản hybrid đang đứng kế bên em Vinh đây. Hiện tại thì em Vinh xin đính chính ở ngay đầu video luôn là mẫu xe này của chúng ta sẽ không có ép khách hàng mua bất kỳ một đồng phụ kiện nào hết. Khách hàng muốn mua thì mua, không mua thì thôi nha. Đối với đại lý Toyota Hùng Vương. Đó. Về cái mẫu xe Innova này, hiện tại phiên bản máy xăng đang có mức giá là 810 triệu và phiên bản hybrid thì đang có mức giá là 990 triệu. Đó, những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe này thì muốn đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline phía màn hình để được tư vấn chi tiết nhất. Và về mẫu xe Toyota Innova phiên bản hybrid này sẽ có những trang bị gì ở trên xe và mức giá lăn bánh cụ thể nó sẽ như thế nào thì quý chị hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết thật là chi tiết nha. Và những quý chị nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, muốn đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe về tính nha. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tìm hiểu về những trang bị và tính năng ở trên cái chiếc xe Toyota Innova phiên bản hybrid màu xanh rất là đẹp này nha quý chị nha. Đó, thì đầu tiên chúng ta thể thấy được form dáng và cách thiết kế của Innova, nó đã không còn là một chiếc xe dịch vụ nữa đúng không quý chị. Nó sang trọng hơn, nó đẹp hơn và nó hiện đại hơn rất là nhiều so với phiên bản ngày trước chúng ta lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt thì về cái form dáng thì như quý vị có thể thấy được dài hơn, nguyên cái trục cơ sở là dài hơn so với phiên bản cũ tới 10cm nha quý chị nha. Đó, chiều dài và chiều rộng cũng sẽ có sự thay đổi luôn, nên đặc biệt thì bản này em Vinh khẳng định là rộng hơn phiên bản cũ. Đó, mức giá thì có thể là nó sẽ cao hơn so với phiên bản hybrid này, nhưng đổi ngược lại trong cái tầm phân khúc này với mức giá này mà chúng ta sở hữu được một chiếc xe MPV sử dụng động cơ hybrid cùng phân khúc là chiếc CRV phiên bản hybrid là mức giá trên 1 tỷ nha quý vị nha. Innova hybrid của chúng ta cũng là 7 chỗ có ghế thương gia, có động cơ hybrid nhưng mức giá chỉ có 990 triệu thôi. Quá tuyệt vời quý vị, sử dụng khối động cơ 2.0 lít chuyển từ mẫu xe Camry qua, cực kỳ êm ái luôn quý vị, dẫn động cầu trước nữa, tuyệt vời quý vị ơi. Rồi, về trang bị thì sao nào? Trang bị thì chúng ta được trang bị với đèn hoàn toàn là bóng LED. Đó, thiết kế cụm đèn cũng đẹp nữa. Và cụm đèn này của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công nghệ ở trong đây. Đèn pha thứ thông minh trong an toàn Toyota Citizen này. Đó, đèn tự động bật tắt này, cân bằng góc chiếu đều sẽ được trang bị đầy đủ hết. Phía dưới này, chúng ta sẽ được trang bị tới 4 cảm biến ở phía trước. Đó, bao gồm hai cảm biến trung tâm là hai cảm biến phía trước, hai cảm biến bên cạnh là hai cảm biến góc để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này dễ dàng hơn. Đó là những cái chấm đen quý vị có thể quan sát thấy này. Đó, những cái chấm đen đó ha. Đó chính là cảm biến đó. Rồi, và một cái đèn xin nhang ở phía trước đây được thiết kế vào cái hốc đèn phía trước làm cho cái chiếc xe của chúng ta nó quấn hút hơn, trang bị thêm những thanh trang trí mạ bạc phía bên ngoài tạo điểm nhấn rất là rõ nét cho chiếc xe Innova phiên bản Cross này. Phía dưới này được trang bị đèn sương mù, cụm xe là dạng LED đưa thấp xuống dưới để cho chúng ta có khả năng quan sát tốt hơn. Mặt lưới tăng nhiệt thì được thiết kế với cái form dáng đẹp hơn và những họa tiết hình lục giác làm cho cái chiếc xe Innova chúng ta nổi bật hơn với mặt lưới tăng nhiệt này, và đặc biệt được sơn màu đen bóng nhìn cực kỳ cuốn hút luôn quý chị. Phía ngoài một thanh vạ chrome để làm điểm thêm cho cái cụm lưới tăng nhiệt của chúng ta, nhìn rất là cuốn hút luôn quý chị. Đó, về phần chính giữa đó chính là logo sẽ được dập nổi và chán gương kết hợp tất đẹp quý anh chị. Phía dưới đó chính là hệ thống camera 360 độ của chúng ta. Đó, tổng quan phần đầu xe này quý chị nhìn có mê không? Innova phiên bản 2024 quá tuyệt vời quý anh chị. Về phần hông xe thì sao nè, hông xe có điểm gì đặc biệt? Đây, bên này hơi ngược sáng xíu ha, để em chuyển qua bên này cho nó dễ nhìn nha quý chị nha. Bên này thì hơi chật một chút xíu. Đó, đây phần hông xe nha quý chị nha. Hông xe đó, như em vẫn có nói, chiều dài cơ sở thì nó sẽ dài hơn so phiên bản cũ là 10cm. Mà chiều dài cơ sở mà dài hơn 10cm thì nhìn xe nó thay đổi hoàn toàn luôn quý chị. Nó lột xác hoàn toàn luôn. Nó đặc biệt bộ mâm này, mâm mới, đẹp, quá đẹp quý chị. Bộ mâm 18 minh, mâm đúc, sơn màu bạc chứ không có phay xước, thắng đĩa 4 bánh. Trời ơi, nhìn bộ mâm rất là cứng xe luôn. Phía trên này còn có cái đường cua lốp này, nhìn cực kỳ cứng cáp luôn quý chị. Đó, thắng sử dụng thắng đĩa nha, mâm đẹp rồi. Đó,
Thông số cụ thể của bộ vỏ này chúng ta sẽ sử dụng vỏ 225/50 và R18 cho bộ vỏ này nha quý vị nha. Hệ thống treo của xe đây. Trời ơi, êm lắm quý vị. Cái mẫu Innova mới này cái khả năng cách âm rất là tốt và vận hành thì cực kỳ êm ái luôn. Đây, với những chiếc xe hybrid thì ở phần hông xe sẽ có ký hiệu hybrid ở đây. Gương chiếu hậu thì sẽ được sơn cùng màu thân xe. Có tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động và có camera 360 và không thể thiếu được đó chính là cảnh báo điểm mù trên gương. Có nha quý vị nha, đầy đủ. Đó, đường chân kiến mạ chrome. Tay nắm cửa có một thanh mạ chrome và có tích hợp nút mở cửa thông minh đầy đủ. Đó. Hông xe những cái đường dập nổi này. Em sẽ quay rộng ra. Để quý anh chị thể quan sát được. Trời ơi, quá to luôn quý anh chị. CRV đã là gì về chiếc xe này? Giá cao hơn mà chưa chắc đã ngon bằng nha quý anh chị nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm lại phần đuôi xe. Cần phần hông xe một lần nữa trước khi chúng ta di chuyển về phần đuôi xe nha. Đó, đuôi xe đây. Đuôi xe thiết kế đủ đẹp cho quý anh chị, quá hài hòa luôn. Đuôi xe quá hài hòa. Đó, hệ thống đèn, đèn phía sau full LED. Hệ thống đèn phía sau full LED nha quý anh chị nha. Đó, một thanh trang trí mạ chrome ở chính giữa đây tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Logo dập nổi mạ chrome. Đó, có anten dạng vây cá. Đèn báo phanh dạng LED trên cao, gạt mưa phía sau, xây kính sau, đầy đủ nha. Đó, phía dưới đây có ký hiệu hybrid này và bên kia là chữ Innova Cross. An toàn phía sau cũng được trang bị 4 cảm biến. Vậy là xung quanh xe chúng ta có 8 cảm biến nha quý chị nha. Ngoài ra xe còn được trang bị cam lùi, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang kết hợp với cam 360 nữa. Và chưa dừng đâu, Innova phiên bản này còn được trang bị cốp điện nữa. Đó, quý chị chuẩn bị đi vào với cái nội thất này. Quá đẹp luôn quý anh chị. Hàng ghế thứ ba bây giờ đã được thay đổi rất là nhiều so với phiên bản cũ rồi. Thứ nhất, chúng ta thể gập phẳng xuống như trong video em vẫn đang quay. Và cùng với đó thì cái khoang hành lý quý anh chị có thể thấy được rộng hơn so với phiên bản cũ. Đó. Cái khoang hành lý này khách hàng của em Vinh đã được nhận xe và thực tế để được 2 vali lớn và 1 vali nhỏ nha quý anh chị nha. Vậy là đủ cho một gia đình 7 người đi chơi rồi quý anh chị. Phía dưới này, hộc để đồ. Đó, còn đội đồ kéo xe đầy đủ nha. Hàng ghế thứ ba còn được tích hợp khay để ly nước này, tẩu sạc 12V 120W này. Và nếu mà chúng ta muốn sử dụng hàng ghế thứ ba với một thao tác kéo lên thôi. Đó. Trời ơi, quá rộng quý chị ơi. Còn có cúp điện nữa. Quá nhẹ nhàng. Rồi. Và để cốp xe tự đóng xuống, chúng ta hãy cùng di chuyển vào phần nội thất nha. Nội thất. Về nội thất của Innova bản mới này thì khó gì để chê lắm quý chị. Tappy này, toàn bộ bọc da những vị trí này, quá chi tiết luôn. Đó, những nút bấm làm cái hướng ngược lên dốc như thế này này, rất đẹp, cuốn hút. Tay nắm cửa mạ chrome. Đó, đầu gối này, phần đầu gối này của chúng ta nhét nhiều nút bấm này, cân bằng góc chiếu này, đèn pha thính thông minh này, mở cúp điện này, cam 360 này, đầy đủ quý anh chị. Vị trí này đều được bọc da hết. Đó, toàn bộ phong ghế đây quý anh chị, phong ghế nha, chúng ta cùng nhìn pha phong ghế. Đó, ghế đây rất đẹp quý vị ơi. Phong ghế này hình quả chám này, những đường họa tiết ở trên ghế này cực đẹp. Đó, ghế thì được chỉnh điện 8 hướng nha quý vị nha, chỉnh điện 8 hướng. Đó, vô lăng này bọc da mạ bạc 3 chấu. Đó, những nút bấm ở trên đây nó không còn là thuần những nút bấm nữa nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển một cách gầy lên gầy xuống như này này. Đó, hiện đại hơn chưa. Đó, tăng giảm âm lượng làm thoại thành tay. Phía đây chúng ta là những hệ thống an toàn, chúng có an toàn Toyota City Sense, bao gồm cảnh báo lần làn đường, cảnh báo tiền va chạm và cùng với đó là hệ thống ga tự động Cruise Control cũng gãy này này. Đã ha. Đó. Phiên bản này có lấy chuyển số thể thao cho vô lăng nha quý chị nha. Bản hybrid nhưng mà có lấy chuyển số thể thao cho vô lăng luôn, kết hợp với cái hộp số DCVT mới này, êm lắm quý chị. Đó, đèn auto đầy đủ nha. Rồi, chúng ta cùng tiến sâu hơn vào cái phần nội thất của cái chiếc xe Innova này nha. Thì khi mà chúng ta ngồi ở đây này, cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cảm nhận được là một góc nhìn rất là rộng cho chiếc xe này. Đó, quý vị thể thấy nhá. Đây này, từ vị trí người lái mà chúng ta nhìn bao quát sang cái gương ở bên phụ và chúng ta nhìn bao quát cái phần gương ở bên tài. Góc nhìn rất rộng nha quý chị nha. Ngay từ cái chữ A này, chúng ta cảm nhận được cái sự rộng rãi của chiếc xe. Khi chúng ta điều khiển xe này, thứ nhất chúng ta ngồi rất là cao. Cái thứ hai, khả năng quan sát của chúng ta nó rất là rộng. Đó, em Vinh đang ngồi vị trí người lái nha. Những người nào lái xe thì em Vinh quay cái góc nhìn này thì chắc quý anh chị có thể hình dung ra được. Đó, góc nhìn rất là rộng,
điểm mù rất là ít trên chiếc xe này. Ngoài ra thì các tính năng hỗ trợ thì nó cũng rất là nhiều đó, để cho chúng ta có thể lái xe. Ngoài ra thì xe còn được trang bị một cái màn hình phía trước mặt người lái, phải nói là rất là đẹp cho phiên bản mới này. Đó, màn hình thì một cái màn hình 7 inch ở chính giữa, thể hiện rất là đủ những cái thông số kỹ thuật ở trên đây. Đó, chúng ta điều khiển và di chuyển bằng cách gảy nút này nha. Đó, ngoài ra thì ở trên đây nó cũng sẽ báo cho chúng ta về những tính năng an toàn hoàn toàn bằng tiếng Việt nha quý chị nha, mặc dù xe nhập khẩu Indo. Đó, đó, chế độ hành trình thích nghi này đầy đủ cho chúng ta hết trên đây, đó, để chúng ta dễ dàng nắm bắt chiếc xe này hơn. Và cùng với đó thì phía bên đây sẽ là đồng hồ đo cái lượng điện còn lại trong cục pin hybrid của chúng ta, và phía bên đây thì sẽ báo lượng xăng còn lại và nhiệt độ nước làm mát của chiếc xe này. Đó, về tổng giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình 10 inch cực kỳ lớn luôn. Và ngoài ra xe còn được trang bị một cái hệ thống giải trí cũng khá là đa dạng và phong phú với cái hệ thống màn hình giải trí 10 inch này. Ngoài ra thì xe chúng ta được trang bị 6 loa cho chất lượng âm thanh cũng khá là tốt quý anh chị. Đó, rất là tốt. Hệ thống camera 360 độ thì rất là linh hoạt. Đó, rất là hiện đại, hoàn toàn tự động điều chỉnh bật tắt nha quý anh chị nha. Rất là nhiều góc nhìn để chúng ta có thể quan sát ở phía dưới đây. Đó, em vẫn sẽ thao tác chuyển góc nhìn cho quý anh chị. Đó, góc nhìn phía trước này. Đó, cam cập lề này. Đó, góc nhìn toàn cảnh này. Rồi, quý anh chị có thấy những khách hàng đang đi xe không? Ngay lập tức xe sẽ báo những cái điểm vàng ở trên cam để chúng ta biết được đang có vật cản hoặc là đang có người di chuyển trong khu vực cam của chúng ta nha. Đó, để chúng ta dễ dàng vận hành chiếc xe này hơn. Đó, rất là dễ dàng và thuận tiện cho chúng ta quá trình sử dụng. Phía dưới chúng ta được trang bị hệ thống điều hòa. Đó, hoàn toàn tự động, thao tác những cái nút bấm rất là đẹp. Đó, có cửa nhỏ phía sau nha, hai dàn lạnh. Hộp số thì là hộp số DCVT. Đó, và rất là nhiều những cái tính năng ở phía dưới đây. Đó, phanh tay điện tử, auto hold, drive mode. Drive mode chúng ta sẽ điều chỉnh được 3 chế độ chạy bao gồm Eco, Normal và Power nha quý chị nha. EV mode chạy hoàn toàn bằng điện, VCTRC. Đó, chìa khóa thông minh của Innova. Học để đồ. Quá đẹp quý chị. Tappy những vị trí này bọc da hết nha quý chị nha. Tổ sạc này 420W này. Quá đẹp quý chị ơi. Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói. Đó. Và cái ăn tiền nhất nè quý chị. Innova được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rồi nha. Đó, nhìn đã chưa quý chị ơi. Quá tuyệt vời. Đó, trường hợp mà chúng ta không cần sử dụng cái không khí trời thì chúng ta sẽ đóng lại. Trời đất ơi, lấy gió một chút xíu phía sau thôi ha. Đó, đóng hoàn toàn này. Và mở phía sau lên này. Đó. Một chạm chống kẹt nha quý chị nha. Và đây chúng ta có cái kính trần toàn cảnh. Đó, mà nếu mà nóng quá thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ đóng cái rèm này lại. Hoàn toàn bằng điện nha quý vị nha. Đó, Innova xe làm gì có xe dịch vụ nào mà có kính trần toàn cảnh đúng không quý vị? Phía sau thì có gì nào? Ghế thương gia, Optoman. Trời ơi, xe dịch vụ làm gì có ghế thương gia Optoman đúng không quý vị? Đó, bệ để cái bệ này để đỡ chân chúng ta này. Ghế này. Phòng ghế quá đẹp luôn quý chị ơi. Đó, phía sau đây thì chúng ta có một cái màn hình để điều chỉnh tốc độ gió phía sau độc lập. Đó, phía dưới có jack cắm chân tay si. Có bàn làm việc để chúng ta làm việc trong quá trình sử dụng Innova. Không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ đóng lại. Có bệ tỳ tay cho hàng ghế thứ hai. Đó, và một lối đi ở giữa. Đó, để chúng ta đi lên hàng ghế thứ ba. Đó. Hàng ghế thứ ba rộng lắm quý chị ơi. Cực kỳ rộng luôn. Những video trước em vừa đã trải nghiệm rồi. Đó, có đèn led viền ở phía trên, cửa sổ trời. Đó, cửa gió thì nằm ở hai bên này nha. Đó, những cái bên hông này nè, cửa gió nằm ở bên hông. Đó. Đã quá anh chị ơi, 990 triệu. Đó. Mua CR-V làm gì có cái này quý anh chị, đúng không? Cái này em chia sẻ thiệt tình, không có đâu quý anh chị ơi. Đó, về cái mức tiêu hao nhiên liệu này quý anh chị, động cơ hybrid. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi, sử dụng có động cơ 2.0 lít của Camry, êm ái, mượt mà. Nhưng mà được kết hợp có 4.2 lít thôi. Trong đô thị có 4.3 lít thôi, ngoài đô thị có 5.2 lít thôi quý anh chị. Vậy là có phải tiết kiệm không? Quá tiết kiệm đi chứ. Mà mức giá của cái phiên bản hybrid này thì nó lại quá là tuyệt vời, 990 triệu. Vậy mà khách hàng không đặt hàng mà cứ sợ là không có xe. Đợi bao giờ có sẵn xe thì chúng ta mua. Chờ sẵn xe thì lâu lắm, em nói thiệt, cái này em chia sẻ thiệt.
rất tuyệt vời của quý anh chị. Nên những quý anh chị nào mà đang muốn đặt hàng cái mẫu xe Toyota Innova phiên bản Hybrid này, đó, xe màu xanh hay bất kỳ màu nào, cứ liên hệ trực tiếp vào hotline cho em Vân để được tư vấn chi tiết nhất nha. Rồi, và về an toàn của chiếc xe này thì sao? Túi khí, 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khi hành ngang dốc đầy đủ trên chiếc xe này. Và xe này còn được trang bị khung gầm DNGA nữa, cho chiếc xe của chúng ta một cái khả năng vận hành êm ái mượt mà cực kỳ. Và khách hàng nào muốn lái thử thì cứ liên hệ trực tiếp với em Vân để tư vấn chi tiết nhất nha. Và đó là về tổng quan một vòng về những trang bị công nghệ trên xe của mẫu xe Toyota Innova phiên bản Hybrid màu xanh đen rất là đẹp đang đứng bên em Vân đây. Vậy thì mức giá cụ thể sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng em Vân tiến vào đối với mức giá lăn bánh dự kiến của mẫu xe Toyota Innova phiên bản Hybrid này nha. Hiện tại đối với mẫu xe này, chúng ta đã có được một cái mức giá khá là ưu đãi và khá là hấp dẫn rồi. Vì đó nên chúng ta có mua chiếc xe này hay không thì khách hàng là người có thể hiểu rõ nhất. Và chính cái con số đang đặt hàng đó chính là con số để biết được cái chiếc Innova này có thực sự hấp dẫn hay không, với mức giá 990 triệu. Nếu như đang bán tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe này của chúng ta sẽ có mức giá là 1 tỷ 114 triệu, là chưa bao gồm bảo hiểm nha quý chị nha. Chúng ta cộng luôn chi phí bảo hiểm vô thì chiếc xe này sẽ là 1 tỷ 130 triệu đồng dành cho mẫu xe Toyota Innova phiên bản Hybrid này. Nếu mà lấy một trắng ngọc trai, quý chị vui lòng cộng thêm vào giá xe giúp em Vinh 8 triệu nữa nha. Tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương hoặc Long An, quý chị cứ trừ đi giúp em Vinh 19 triệu tại phí biển số, dưới đó chỉ có 1 triệu thôi. Đó, phí biển số Sài Gòn thì chúng ta phải đóng là 20 triệu nha. Còn tại các tỉnh xa hơn như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, đó, hoặc các tỉnh xa hơn nữa thì cái chi phí vận chuyển rồi chi phí đi lại của cái chiếc xe khi vận chuyển tới tay khách hàng và về tỉnh để đăng ký thì nó sẽ khác. Nên cái mức giá mà để biết chính xác nhất thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái lịch đặt xe và cùng với đó là thời gian giao xe sớm nhất, tùy phiên bản và màu mà quý chị sẽ lựa chọn nha. Hiện tại thì Innova của chúng ta vẫn đang được hỗ trợ trả góp vay tới 80%. Hồ sơ thủ tục thì đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Mức lãi suất hiện tại dành cho tháng này nó chỉ từ 0.53% một tháng thôi. Về hồ sơ thủ tục thì cũng rất là đơn giản, dễ dàng. Và để biết thông tin hồ sơ chính xác nhất thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình để được em Vinh tư vấn chi tiết nhất nha. Hoặc là kết bạn Zalo cũng được quý chị. Và dành cho quý chị nào mà muốn đi trực tiếp showroom để chúng ta coi xe thì hiện tại một vài mẫu và một vài màu đã có xe về rồi. Chúng ta có thể ghé trực tiếp đại lý Toyota Hùng Vương bao gồm hai chi nhánh để xem xe. Chi nhánh số 1 nằm tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và chi nhánh số 2 nằm tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem chi tiết hơn về chiếc xe Innova phiên bản Hybrid này hoặc là phiên bản máy xăng, tùy theo nhu cầu lựa chọn và sử dụng của quý chị để đưa ra cái phương án mua xe chính xác nhất nha. Và nhớ trước khi lên showroom hay gọi hotline để gặp trực tiếp em Vinh được tư vấn báo giá chi tiết về mẫu xe Innova phiên bản Hybrid hay phiên bản máy xăng nha. Và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất và những video mới nhất từ kênh xe tỉnh nha. Nếu thấy video này hay, quý chị hãy chia sẻ video của em Vinh lên các trang cá nhân như Zalo, Facebook rồi để cho nhiều khách hàng biết tới hơn về mẫu Innova này và để quý khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với một mẫu xe chúng ta mua không bị bia kẹo lạc nha quý chị nha. Và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.